Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến cho các bạn chiếc điện thoại Vertu Signature S phiên bản copy. Hôm nay mình sẽ mở hộp để chúng ta cùng xem trong chiếc điện thoại này nó có những cái gì. Nhận xét đầu tiên thì chúng ta thấy chiếc hộp này khá là nhỏ gọn. Cũng giống như các chiếc điện thoại Vertu khác, chiếc điện thoại này cũng có một chiếc hộp da, nhưng mà nó đơn giản hơn các loại khác. Mở ra chúng ta có thể thấy chiếc điện thoại của chúng ta nằm luôn tại đây. Bên dưới thì chúng ta có sạc, cáp, một quyển sách hướng dẫn và hai cục pin theo máy. Mình sẽ lấy một cục ra để mình thử máy luôn. Quan đầu tiên thì chiếc máy này khá là nhỏ gọn nhưng mà cũng rất là chắc chắn. Đây chúng ta có thể thấy logo của Vertu luôn ở chỗ loa thoại. Bàn phím rất là đẹp và được thiết kế cách điệu theo đúng logo của Vertu luôn. Chữ V. Phím nguồn và khay sim thì ở trên đỉnh của máy. Ở đây chúng ta có một cái lẫy trình cảm và chúng ta có thể lấy được khay sim ra. Đấy, thưa các bạn. Ngoài ra đây chúng ta có phím tăng giảm âm lượng. Hai phím này thì hơi liền nhau nên hơi khó bấm một chút vì chúng ta có thể bị bấm nhầm. Ở sườn bên này chúng ta có chân cắm sạc và một phím trợ năng của Vertu. Chúng ta có thể thấy tất cả viền máy đều được làm từ thép không gỉ. Phần trước là mặt kính đen và phần sau thì cũng là thép. Ngoài ra chúng ta có hai phần da và các ốc vít. Ở dưới đây chúng ta có hai lăng ngoài của máy và chúng ta có một chiếc chốt ở đây. Chiếc chốt này là để chúng ta mở nắp lưng. Đây, chỉ gạt chiếc chốt này lên, ta có thể mở nắp lưng ra. Các bạn có thể để thấy ở đây chúng ta có thấy dòng chữ khắc tên của người làm chiếc Vertu này cũng như là các thông số của nó. Ok, giờ mình sẽ thử lắp sim vào. SIM của máy là chuẩn SIM thường ngày trước của chúng ta. Logo Vertu hiện lên luôn khi chúng ta khởi động máy. Vertu này cũng giống như các chiếc điện thoại khác, chúng ta cũng có các phần như là tin nhắn, danh bạ, nhật ký cuộc gọi này, lịch. À, đây là bộ sưu tập. Và các súng cài đặt của máy. Chiếc điện thoại rất là đóng bảy. Trên tay mình đây là một chiếc màu đen bạc.
Và ngoài màu này ra thì chúng ta còn có màu đen. Đó, thưa các bạn, tất cả đều là màu đen. Và mình ở đây cũng có một chiếc nữa, đó là màu vàng hồng. Tất cả các màu thì đều giống nhau, là ở đây chúng ta là cái mặt kính, kính cường lực hết ạ. Và da chỉ khác nhau mỗi là cái viền thép này nó sẽ là mạ màu đen hoặc là màu bạc, màu vàng. Video của mình thì cũng xin kết thúc tại đây. Thì rất cảm ơn các bạn đã có chút thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tới.